Hội chợ hàng hóa nông sản thực phẩm Tết Kỷ Hợi 2019 vừa được Sở Công Thương Hà Nội tổ chức tại Hà Nội. Hội chợ có quy mô 150 gian hàng của 115 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh của thành phố Hà Nội và 20 tỉnh, thành phố như Hà Giang, Hưng Yên, Thái Nguyên, Đồng Tháp, v.v. Theo Sở Công Thương Hà Nội, nhằm hỗ trợ các đơn vị quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm và đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, nhất là một số mặt hàng đang gặp khó khăn trong công tác quảng bá, tiêu thụ như trái cây có múi, rau củ, thịt gia súc, gia cầm, v.v. Theo bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội nhấn mạnh, hội chợ về hàng hóa nông sản thực phẩm Tết Kỷ Hợi 2019 là giải pháp góp phần triển khai đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, hỗ trợ quảng bá, tiêu thụ sản phẩm nông sản thực phẩm trong nước sản xuất.